Oh. Loud enough. Me hizo morrer. Công nhận cái ông mà quốc được trước nặng cả tiếng hai tiếng hộ luôn mà cũng không rây luôn á. Dễ thương. Đã mộng đau quá. Ừ. 물론 거 아프고. 아. 응? 나 đau quá. Làm nó cố gắng. Ừ. 뭘로 근데 쑤시는 거야, 근데? 어? 아, 씨발. 아. 이게 돼, 이게 giảm lắm tôi đấm nữa thôi mày thôi bỏ luôn trâu cho các bác sẽ vô không quên cũng chưa đau tệ nè. Cho xem xí cái video mụn thì hôm sáng thế là em tự nói ông đi hay là ông tự mấy người Hàn Quốc họ chăm da dễ sợ lắm nghe. Chị thấy như mấy ông kia ông rất vô biêu bô đồ chứ quá trời luôn. Hàn Quốc là về sắc đẹp á. Cũng đau nhưng nên vẫn đã ổng vẫn chịu nổi. Sao sao tốt kìa. Nhẹ được.
mũi gì mà dễ sợ luôn á. Nướng mà luôn. Đừng có để ấy quá kệ, nếu nó quay bây giờ đẹp là được rồi. Bất cười. Em hỏi bởi vì em thấy bởi có bụng em hỏi bởi họ ai cũng cái bụng thôi. Không có dùng iPhone nào. Không, dùng Samsung. Chị cứ bắn qua chạy thì em gửi. Chị bắn một đoạn thôi nha. Đứa này là ăn đào mà mẹ. Xíu làm mình cũng mày tim theo luôn á, đâu dám nặng đâu. Chắc không nặng được một ngàn như kia rồi. Có mụn không dám nặng. Không đấy. À, xíu chút nào phụ. Chút nào phụ. Làm mà mình mệt luôn. Bị rái tim.
cũng giỏi rồi chứ. Rồi chỗ nó xí này dịp mới nặng sao. Rớm sợ này nè. Ay, şu çok naputa ya. Người Hàn Quốc xem video này. Tai, ngó mụn.